bóc. Tự do tìm cái này điều em sẽ nhớ nhật chúc các bạn ăn cơm ngon nhé. Sơ ăn không con sơ lên nước đây mọi người sơ phục vụ quay phim. Rồi tổ này tổ máy đây, chúc các bạn ăn cơm ngon nha. Tổ 2 cướp hết. Tổ 2 cố gắng chiến thắng nha. Cướp hết rồi nha. Chào hướng lang thang. Chơi tất cả là trò chơi là chơi mười mấy trò nhỉ? Cứ từ từ sẽ biết. Bí mật. Xin mời, xin chào tổ máy đó ha. Chào tổ 3. Tổ 3 chúc tổ 3 ăn cơm ngon. Một ngày bây giờ. Tối nay sẽ có chương trình trên Facebook, các bạn sẽ nhìn thấy. Facebook tên là gì hả? Sơ, con có Facebook của Sơ. Facebook hả? À, tí Sơ sẽ cho. Sơ sẽ giúp một cái nhập bước được mọi người. À, được rồi. Đây là cái danh sách. Rồi, xin chào đón tổ có bà Tám này. Bà Tám là vui lắm nè. Tổ 6, chúc tổ 6 ăn cơm ngon. Dạ chị, chúc chị vỗ tay nha. Chúc nữa nha. Chúc đi, chúc đi. Ai, tổ này tổ mấy đây? Tổ 5 à. Tổ 5, chúc tổ 5 ăn cơm ngon nha. Tối nay sẽ có mặt các bạn ở trên chương trình. Tối mơ giữa bông con trên hai tiếng chim hót đầu ngày và không biên vọng. Tôi yêu ly cà phê buổi sáng. Xin chào tổ bốn, chúc tổ bốn ăn cơm ngon. Tối mơ giữa bông con ăn dữ quá. Đố vui bên bạn bè và ly rượu ngon. Tối mơ bận rộn và áo trắng nhưng chắc chắn ngày rằng và tôi cũng yêu em và tôi cũng yêu em và tôi cũng yêu em, yêu em sâu sắc, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Em như cơn gió cứ bay bay nhẹ nhàng. Chúng ta có một tiếng để hát cho nghe nên các bạn nào mà muốn hát thì xin vấn để quên để